Thì đây các bạn xem này, mình mới được tặng hai cái thứ này. Các bạn nhìn thấy ok chưa? Trước khi bạn gửi cái này, bạn bảo là đây là món đồ rất là dễ thương và em nghĩ anh sẽ thích. Đây là cái màn hình, đây là cái màn hình mini của chúng ta. Nhưng mà các bạn đang tự hỏi là bàn phím đâu đúng không? Một cái PC mini mà không bàn phím thì vẫn chưa gọi là PC mini đúng không? Đây thưa các bạn, đây là bàn phím. Đó đây. Đây con ngựa không thể tin nổi. Đây thưa quý bạn các vị. Bàn phím này dùng được. Đấy mới là bất ngờ. Thậm chí nhá, nó còn có cả trackpad để dùng như một con chuột luôn ạ. Đấy, ok không? Trackpad đây này. Điều kích khủng khiếp. Có đủ các chữ cứ luôn nhá. Dấu cách, cắt thứ luôn. Vãi cả nồi. Chính ra bây giờ kiếm được cái game online để chúng ta có thể chơi được đấy. Đây, đây, con đây là một trong những cái game thiểu năng mà mẹ tôi thay thấy nó quảng cáo đây à. Dê lấy tiền. Hoặc là cầm cái tiền này cho vào một khu vực miễn phí để bán nước chanh. Bây giờ tôi cần 10.000 tiền để tôi xây nhà xí. À, nhà xí hình lỗ đít. Tôi đã hoàn thành. Và tôi cần nhấn hoàn thành. Và tôi sẽ mở khóa ra được một skin mới nếu mà chúng ta dành thêm nhiều tiền. Vãi cả trường, hẳn là game này có skin luôn ạ. Vãi linh hồn. Đi vào đây. Mua một cái xe bắt cóc trẻ em. Nhưng mà chưa đủ tiền. Hãy vào đây thu hoạch số tiền mà chúng ta có được từ cái xe bán tranh. Và một chút tiền chúng ta có được từ nhà xí công cộng. Khá nhiều tiền. Nhu cầu bài tiết của mọi người có vẻ khá đắt giá. Ồ, chúng ta chuẩn bị lấy được skin mới. Nhưng bây giờ để lấy skin mới chúng ta mẹ cần phải xem quảng cáo. Vãi cực. Bố mày lạy. Game hay quá các bạn ạ. Best game 2023. Tôi muốn chết. Thank you cái màn hình, cái bộ PC tuyệt vời này nhá. Từ bây giờ tôi đã có một bàn phím chơi game hoàn toàn mới. Mà chắc chắn là tôi sẽ sử dụng để chơi mỗi ngày. Thực ra bản chất chỉ là cái màn hình thôi chứ nó méo phải là bộ PC cơ ạ. Nhưng mà... Ôi, chết rồi. Chết rồi, nhưng mà làm sao để... Đừng cất được cái này đi. Oh no. Chết rồi. Mình lỡ tay mình nghe cái này là cái đầu chặn của cổng HDMI. Mình nghe nó tụt mẹ này rồi. Xít. Vỡ mồm rồi. À đây rồi đây. Phẫu thuật lấy nó ra rồi. Ôi mẹ tròn con hình chữ nhật. Chúc mừng bạn. Oh wow, chúc mừng chị. Đó là sinh đôi. Rồi. Tôi đánh giá sản phẩm bàn phím mini này 10/10. Rất thích hợp dành cho những người 80 trở lên. Cái này mà chat xong rồi cãi nhau với người yêu các bạn. Xong ngồi giảng giải. Em à, anh biết là hiện giờ em đang rất bận. Cảm ơn Nấm Trên Bơ nhá. Và có lẽ em cũng rất giận anh sau những hành động anh làm tối hôm qua. Thế nhưng em à, em cũng cần phải hiểu cho những áp lực của anh. Đôi khi có những hành động anh cũng không thể nào kiểm soát được trong lúc nóng giận. Ước gì em có thể đặt mình vào hoàn cảnh của anh lúc đấy. Nhưng anh cũng biết rằng người đau chân chỉ biết đến cái chân đau của mình thôi. Nên anh cũng không trách em vì những hành động em đã làm. Mặc dù con tim anh cũng đã tổn thương đôi chút. Anh nghĩ mình đã gãy. Nhưng em biết không, con tim anh vẫn trao về em mãi mãi. Đừng chỉ vì một phút cãi nhau mà vứt bỏ đi tất cả những gì chúng ta đã có. Trước khi chúng ta từ bỏ, hãy nhớ lại làm sao chúng ta bắt đầu. Hãy trân trọng những giây phút vui vẻ bên nhau em nhé. Xuống dưới nhà lấy trà sữa đi em. Anh mới đặt rồi đấy. Hôm nay có khuyến mãi mua 2 tặng 1. Anh đã mua một hộp cho em và một hộp cho bạn thân khác giới của anh. Yêu em rất nhiều, đừng giận anh nữa nhé. PS, hôn em chụt chụt. Và khi các bạn đã nhắn tin những cái dòng giải thích bằng bàn phím này thì những cái tin nhắn đấy nó mang sức nặng hơn 1.000 tấn đá. Nó gọi là rất kinh khủng. Tôi nghĩ rằng các bạn hoàn toàn nên thử.